và các bạn đang được ngắm nhìn và thưởng thức cặp loa siêu khủng long nổi tiếng đến từ Nhật Bản với cặp loa Canadion MS0500A. Được trang bị hai bát súp 40 siêu khủng và quả kèn gang 4 nỗ như Antech 19, đồng thời thiết kế hai quả check còi đạn đắt giá trên thị trường với tổng số được trang bị tới 5 quả loa trên cặp Canadion MS0500A đến từ Nhật Bản. Chúng ta thấy được rằng với cấu hình khủng long hơn rất nhiều so với những cặp như JBN 725 hay 4733, chúng ta sẽ thấy được thông số rất là ấn tượng của cặp loa có trọng lượng nặng trên một tạ chiếc máy quay. Không những cao to lớn khủng long, uy lực mạnh như là một cái vũ trường đích thực, sở hữu chất âm 2 trong 1 cho vừa nghe nhạc lẫn vừa karaoke, mà chúng ta còn thấy được rằng trên tuyệt phẩm loa này nó được thiết kế đẹp tới từng cm, hoàn toàn xứng đáng với từng đồng tiền bát gạo mà khi quý vị xuống tiền để lựa chọn đầu tư mua sắm cho mình những dàn âm thanh đẳng cấp nhất trên giới audio cho cả nghe lẫn nhìn và karaoke chuyên nghiệp mà sẽ không tốn kém tới một xu đầu tư thêm súp và trầm. Mời anh em cùng thưởng thức tiếp theo và rất là giá trị. Thấy được rằng với tiếng bát đánh mạnh mẽ rung hết cả tường hàng xóm trên cặp loa Canadion MS0500A. Và bây giờ chúng ta cùng ngắm nhìn lại cấu hình của siêu phẩm loa được mệnh danh là cặp loa khủng long, có cấu hình khủng hơn cặp loa JBN 725, nó cao to lớn và gấu gấp rưỡi cặp 725 của hãng JBN đắt đỏ. Được trang bị phần thùng gỗ rất là sang trọng, rất là bền và được bọc da. Tất cả các góc của nó được ke bằng ốc inox cũng như là góc inox sáng quắc trên phần góc của thùng loa và còn đang là mới tinh như khui thùng. Cao 1m4. Quý vị thấy rằng cao nó tới 1m4 ạ. Đứng sừng sững như là hai cây cột khủng long. Hiên ngang, ngang tới 55cm và sâu 43cm. Nặng trên 100kg. Công suất tối đa ở ngưỡng 1300W và trở kháng 8 ôm, độ nhạy cao 128dB trên Canadion MS0500A. Quý vị thấy được rằng nó là cặp loa siêu khủng luôn rồi, không bàn cãi nhiều. Và đồng thời mới như khui thùng rồi là điều thứ hai. Quý vị quan sát đi ạ, đừng nghe miệng tôi nói, chúng ta quan sát thực tế ở cự ly gần nhất với những siêu phẩm loa. Thị trường trong nước rất là ít, có lẽ rằng theo tôi được biết thì chắc có lẽ mới tới được khoảng vài ba cặp loa này thôi ạ. Hoàn toàn không có nhiều để cho chúng ta có sự lựa chọn. Một số dòng loa rất là đắt đỏ như JBL hay Bốt thì quý vị mua 10 cặp thì cũng có. Để mà săn tìm được những cặp loa như thế này có lẽ rằng có khi cả năm trời, vài năm trời mới săn được một cặp. Cao 1m4, ngang 55, nặng trên một tạ. Công suất ở ngưỡng 1300W, mạnh như sấm, như là một cái vũ trường. Với thiết kế được trang bị trên cặp loa này thì quý vị thấy được rằng nó được thiết kế hai quả bát siêu trầm. Đường kính 40cm cho mỗi một quả bát. Đường kính 40, gân vải xếp tẩm dầu. Nó là siêu bền. Cái mũi của nó bằng carbon màu đỏ rất là đẹp. Xương và nam châm từ 7 sắc màu rất lớn. Quý vị đừng hỏi về uy lực. Uy lực của nó có thể đáp ứng cho mọi không gian phòng khách từ 100 tới một vài cho tới vài trăm mét vuông, 50 cho tới 100-200 mét vuông. Hoặc không gian các nhà hàng quán bar chuyên nghiệp
anh em chơi nguyên một cặp loa có thể nổi đình đám tại một khu vực mạnh như sấm là điều không bàn cãi. Hai bát súp 40. Phần bên trên của cặp loa này thì chúng ta thấy được rằng nó được thiết kế một quả kèn gang 4 nỗ như Antec 19 và tất cả những chi tiết của nó được xi vàng. Quý vị có thể thấy được độ bóng soi gương và độ đẹp lộng lẫy trang hoàng của những thiết bị audio bậc nhất trên giới. Đó, hai cái tay cầm của nó cũng được xi vàng từng con ốc. Quý vị thấy đẳng cấp chưa? Ở đây thì khi tôi phân tích trên cặp loa này, chúng ta quan sát và thấy được bốn quả bát súp này thì nó là khủng khiếp luôn rồi, về lực đánh rồi. Bát xuống rất sâu và rất là mềm, không bị tức ngực như là các dòng loa full. Đây là ưu điểm vượt trội đầu tiên. Và chúng ta cùng quan sát tiếp theo, tôi sẽ phân tích trên hai quả kèn gang 4 nỗ này. Quý vị thấy rằng như Antec 19, quý vị hay thưởng thức chất âm của giới sành nghe, có lẽ rằng kèn gang được nhân hóa chất âm rất là tốt. Và khi mà chúng ta nghe tiếng nhạc cụ từ lời hát karaoke cho tới lời hát nghe nhạc và những cái tiếng nhạc cụ khò khè hay là gai góc và lời của ca sĩ thể hiện một cách chân thực nhất, hoàn toàn không thể chân thực hơn. Đây là quả trung kèn gang 4 nỗ với đường kính miệng gần 40. Đó, quý vị thấy phê không ạ? Nó cao khoảng tầm 15 cm và được xi vàng. Chúng ta quan sát này, từng chi tiết nhỏ nhất đẹp hết tầm trên giới audio. Và phần trên cùng là hai quả check kèn. Đây là hai, gọi chính xác hơn, nó là hai quả check còi đạn tương tự như trên những cặp JBL đắt đỏ. Quý vị nào đã từng chơi những cặp loa JBL lớn và chúng ta sẽ thấy được quả check còi đạn lớn như thế này. Khá là đắt đấy ạ. Một cặp kèn này mà quý vị mua rồi thì có khi nhiều anh em phải nghe tới giá tiền thì chạy mất dép luôn ạ. Bốn quả check còi đạn dư thừa về giải check cho quý vị hát hò cũng như ăn chơi nhảy múa ở các thể loại nhạc. Với độ nhạy cao 128 dB, đáp ứng các giải tần cực kỳ là xuất sắc. Karaoke, nhạc sàn, nhạc T-Mix, nhạc acoustic hay quay về nhạc vàng hay nhạc trữ tình, quý vị sẽ được thấy độ phê của Canadion MS0500A nặng trên một tạ, được gọi là gã khủng long đến từ Nhật Bản, có uy lực mạnh như sấm. Với chất âm, khi mà tôi phân tích có lẽ rằng quý vị đã thấy được rằng nó nắm giữ chất âm của giới sành nghe và khó tính nhất. Chúng ta có thể thấy được rằng đây là một trong những cấu hình cực kỳ là đáng chơi và đáng sưu tầm. Trên kênh của Toàn Audio Nam Định còn rất nhiều những thiết bị audio cao cấp nữa mà tôi sẽ liên tục cập nhật cho quý vị cùng tham khảo và cùng trải nghiệm. Xin chân thành cảm ơn luôn dành cho anh em có phong cách màu nẻ nhất với ưu đãi tốt nhất trên kênh của mình. Đợi cái căng lại cho nó, cho anh em ngắm nhìn. Quý vị thấy được những cái tiếng rung ào ào tại gian hàng này.